Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog khám phá ẩm thực mọi miền. Và ngày hôm nay mình đã tới Đà Nẵng. Thì đây là lần đầu tiên mình tới chơi Đà Nẵng. Bây giờ mình sẽ đi khám phá Đà Nẵng vì sao được mình danh là thành phố đang sống. Ok, bây giờ mình đang ở gần bãi biển Đà Nẵng khá là đẹp luôn. Mình sẽ review cho mọi người xem một tí nha. Đấy, mọi người có thể thấy bãi biển, một bãi biển rất đẹp và có rất nhiều nhà cao tầng. Ôi trời ơi. Ok, thì chúng ta sẽ đi bên kia nào. Ngày hôm nay thành phố Đà Nẵng toàn là sương mù thôi nha mọi người. Một sương mù dày đặc thôi, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem. Sương mù khá là đẹp. Quá đẹp luôn. Và mình sẽ làm một cái video review ẩm thực toàn bộ đất nước Việt Nam mình nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ chuyển tới chùa Linh Thức để xem có gì đẹp không. Chúng ta đi thôi nào. Đằng xa xa kia là chùa Linh Ứng, bây giờ mình sẽ qua bên kia nha. Đấy, mọi người có thể thấy bên kia còn rất là xa luôn.
đang ở cổng chùa nướng, mình sẽ review cho mọi người xem từ bên trong và bên ngoài để xem đẹp như thế nào. Ok, đằng sau mình là biển. Đây mọi người cùng xem chùa điện nướng đây. Theo như là đồn thì các cặp đôi nào có mà lên đây dễ bị chia tay nha. Mình không biết điều này là có thật sự chính xác không. Wow, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đi anh nào. Bây giờ mình xin kết thúc video, hy vọng mọi người sẽ like và ủng hộ video của mình để review những nơi đẹp khác nha. Thì và làm về ẩm thực từ nước ngoài, ăn ẩm thực Việt Nam. Bây giờ mình xin kết thúc video để trở về nha. Xin chào mọi người.